Và trước khi mình vào video clip mình, mọi người có thể đã bỏ ra 10 giây, 10 like video, đăng ký kênh và bình luận video phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn có thể chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để mình có thêm động lực làm video hay hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Rồi, xin chào bạn trở lại YouTube của mình nha. Để mình xin chúc các bạn đang xem video clip mình có một ngày mới thật là vui vẻ nha mọi người. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ hé lộ cho mọi người một sự kiện mới của Lego Mobile. Đó là sự kiện điểm hẹn ngày 21 tháng 11 nha. Thì sự kiện lần này là kiểu như sự kiện giải đấu thế giới đó anh em. Đấy, nó gọi là điểm hẹn 21 tháng 11. Thì nhiều bạn yếu ấy thì các bạn ấy không hiện được lên cái sự kiện này. Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao mà hiện được cái bảng lên để cho anh em làm sự kiện này để tránh bỏ lỡ nha. Và nếu bạn nào muốn biết chi tiết sự kiện ấy thì mình sẽ để link video phía dưới và mô tả. Và mình khuyên các bạn nên nhớ tất cả các mốc sự kiện này để mọi người làm sự kiện, tránh bỏ lỡ những cái sự kiện hấp dẫn từ gà rán nha anh em. Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nào mà hiện được cái bảng lên. Tại vì mình biết là nhiều bạn máy yếu mà, thế nên là khi vào game mình nó không hiện cái bảng lên cho anh em đâu, thì anh em phải tự tìm nha anh em. Thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đơn giản nhất. Thì mọi người sẽ bấm vào phần sự kiện giúp mình nha. Từ khoan, bây giờ mình tắt đi. Mọi người sẽ bấm vào phần chỗ sự kiện, xong rồi sẽ bấm vào phần sự kiện nhận quà, xong rồi sẽ bấm vào phần tập hợp nha. Xong thời gian sự kiện sẽ diễn ra từ 10 giờ ngày 13 tháng 11 đến 23 giờ 59 ngày 28 tháng 11 năm 2020 nha. Thế mọi người nhớ cái mốc sự kiện lần này. Xong rồi sẽ bấm vào phần xem ngay là nó sẽ hiện lên cho anh em một cái bảng. Đây các bạn sẽ bấm vào xem ngay nha. Thì nó sẽ hiện cho anh em một cái bảng của sự kiện. Thì điểm lại cái sự kiện lần này thì ra mắt trang phục Phoenix vào ngày 16 tháng 11. Và giá bán của trang phục này là 119 quân huy nha, tương đương với thẻ Garena 100 của anh em, 100.000 Việt Nam đồng của anh em. Và trang phục này trang phục bậc S cộng nha anh em. Và anh em nên nhớ giúp mình, anh em sẽ được nhận miễn phí trang phục Elendor phi vụ thế kỷ. Thì thời gian sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 23 giờ ngày 14 tháng 11, có nghĩa là vào ngày 23 giờ đêm ngày hôm nay nha. Thì các bạn cần thực hiện các nhiệm vụ mỗi ngày để các bạn nhận lấy huy hiệu Elendor. Và khi các bạn đủ số hiệu tương ứng thì các bạn sẽ đổi đấy trang phục Elendor phi vụ thế kỷ hoàn toàn miễn phí nha anh em. Và tiếp theo, nếu các bạn muốn hoàn thành nhanh hay bị thiếu ấy, thì các bạn có thể là mua một huy hiệu bằng giá 5 quân huy nha. Và giới hạn chỉ là 20 huy hiệu ấy nha. Đấy, đó là cách thức để nhận trang phục Elendor phi vụ thế kỷ. Và vào ngày 20 tháng 11 thì chúng ta sẽ ra mắt một vị tướng mới, đó là vị tướng Bright, vị tướng 106 của Lego Mobile. Thì vị tướng này có giá bán là 18.888 vàng nha. Và đến ngày hôm đó nó ra mắt thì nó bán bằng vàng luôn cho anh em. Thế anh em mua được bằng vàng luôn nha, chứ không như hồi xưa anh em phải mất một tuần sau anh em mới có thể mua được vàng. Nhưng bây giờ anh em có thể là mua được vàng luôn. Và từ ngày 21 tháng 11 cho đến ngày 22 tháng 11, mọi người hãy đăng nhập vào game để mọi người có thể là nhận được miễn phí một tướng trong 105 tướng nha anh em. Không như hồi xưa là chỉ chọn một trong 5 tướng hay một trong 6 tướng thôi. Nhưng bây giờ thì nó cho anh em chọn một trong 105 tướng rồi. Nó không giới hạn, nó kiểu như nó không hạn hẹp như hồi xưa nữa. Bây giờ anh em có thể là chọn những cái vị tướng nào tùy thích của anh em rồi đúng không? Đó, không hạn hẹp như hồi xưa nữa. Nhưng mà rất